các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục quảng cáo hôm luôn. Đây là hôm 60 các bạn. Hôm 60 thì khu vực Đồng Nai mua rất là nhiều các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Hôm mình làm rất là đẹp. Tre rất là đều, lươn rất là dễ vào. Các bạn thấy không? Đan phải đều như thế này các bạn. Khít mồi nó không ra được, mà lươn cũng chẳng ra được luôn. Còn đây là hôm 48 mình đã bỏ vào ống rồi. Đấy, cái cách mà bạn thả thì các bạn làm quen như thế này các bạn. Bỏ ngoài lấy dây giun buộc lại thế này. Đấy, rất là đơn giản các bạn. Đấy. Hiện tại thì giá cả thì các bạn có thể liên hệ với mình nhá. Đấy. Đây là hôm 60, còn đây là hôm 48 các bạn. Rất là đẹp. Có ai có nhu cầu thì liên hệ với mình. Xin chào các bạn nha.